JK Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Phân tần là một mạch điện tử, trong đó bao gồm các linh kiện điện trở, tụ điện và cuộn cảng. Phân tần có nhiệm vụ cắt tần số âm thanh cho phù hợp với từng loại là bass, làm mid và làm chép. Phân tần được dùng nhiều trong dòng loa full, loa array hay là loa sub, hoặc là loa 2 đường tiếng, loa 3 đường tiếng và kể cả loa toàn giải. Phân tần có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ có nhiệm vụ chính là cắt tần số âm thanh cho loa mà phân tần có nhiệm vụ bảo vệ loa. Tóm lại, phân tần hiểu một cách đơn giản là một mạch lọc âm. Tín hiệu âm thanh sau khi đi qua phân tần sẽ được lọc ra 2 hoặc 3 giải âm nhất định phục vụ cho từng dòng loa khác nhau. Phân tần là mạch điện tử RLC, bao gồm các linh kiện điện trở, cuộn cảng và tụ điện. Mỗi linh kiện trong mạch đều có một nhiệm vụ nhất định trong việc cắt chỉnh tần số âm thanh cho từng loa. Vai trò của điện trở trong phân tần như thế nào? Điện trở trong mạch phân tần có nhiệm vụ là giảm cường độ dòng điện đi vào loa chép, giúp bảo vệ loa chép không bị cháy khi hoạt động ở mức độ công suất lớn, công suất cao. Không giống như loa bass, loa mid, loa chép hoạt động ở tần số rất cao, vì thế côn loa chép phải được quấn rất nhiều lớp với kích thước rất là nhỏ. Dây côn loa chép được quấn bằng dây đồng có kích thước nhỏ nên khả năng chịu tải của loa rất thấp, vì thế cần phải giảm cường độ dòng điện đi vào loa để bảo vệ loa chép. Vâng, vai trò của cuộn cảng trong phân tần là cuộn cảng trong mạch phân tần có nhiệm vụ ngăn chặn tần số âm thanh cao và chỉ cho tần số âm thanh thấp đi qua. Vai trò của cuộn cảng là cắt tần số cao để giữ lại tần số thấp cho loa bass giờ hoạt động. Loa bass có công suất càng lớn thì cuộn cảng phải có kích thước tương ứng. Nếu cuộn cảng có kích thước quá nhỏ sẽ dẫn đến cháy cuộn cảng. Vâng, vai trò của tụ điện trong phân tần. Vâng, tụ điện trong mạch phân tần có nhiệm vụ ngăn chặn tần số âm thanh thấp và chỉ cho tần số âm thanh cao đi qua. Vâng, vai trò của tụ điện là cắt tần số âm thanh thấp và giữ lại tần số âm thanh cao cho loa chép hoạt động. Tần số âm thanh thấp mang năng lượng rất là thấp. Chính vì thế mà nếu để lọt tần số âm thanh thấp và loa chép, ngay lập tức loa chép sẽ bị cháy. Vâng, tại sao lại phải dùng phân tần? Vâng, như chúng ta đã biết, mỗi một loại loa bass, loa mid hay loa chép đều có cấu tạo khác nhau, chính vì thế mà giải tần hoạt động của từng dòng loa khác nhau. Nếu không trang bị phân tần cho loa thì loa sẽ không hoạt động đúng chức năng và dẫn đến hư hỏng gây cháy loa, đặc biệt là loa chép. Phân tần ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng âm thanh. Để có một chất âm hay nhất thì phân tần loa phải đồng bộ với nhau. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng loa khác nhau, từ kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật đến hãng sản xuất. Mỗi dòng loa khác nhau sẽ có một tần số hoạt động khác nhau, chính vì thế phân tần đi theo loa cũng phải khác nhau. Nếu phân tần và loa không đồng bộ thì giải âm sẽ cho ra bị lệch pha, chất âm phát ra không được hay và có thể gây hại cho loa. Vâng, các loại phân tần loa trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng phân tần khác nhau. Vâng, tuy nhiên cơ bản phân tần được chia thành hai loại chính là phân tần 2 đường tiếng và phân tần 3 đường tiếng. Vâng, phân tần 2 đường tiếng như thế nào? Vâng, phân 2 đường tiếng là loại phân tần dành cho các dòng loa được trang bị một loa bass và một loa chép. Tần số cắt của phân tần 2 đường tiếng thường ở 3200Hz đối với loa nghe nhạc hoặc 5600Hz đối với loa karaoke. Và phân tần 3 đường tiếng thì nó như thế nào? Vâng, là loại phân tần dành cho các dòng loa được trang bị một loa bass, một loa mid và một loa chép. Vâng, tần số cắt của phân tần loa 3 đường tiếng thì loa bass ở ngưỡng 20Hz đến 1500Hz và loa mid là 1500Hz đến 7000Hz và đặc biệt loa chép rất là cao là 7000Hz đến 17000Hz các bạn. Ở cái video này thì bên em cũng nêu chi tiết được cái phân tần trong loa có tác dụng như thế nào. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video, và các bác muốn góp ý hay là câu hỏi cho bên JK Audio thì các bác hãy để lại số điện thoại kênh nhé. Vâng, bên em sẽ tư vấn cho các bác trực tiếp và chi tiết. Và sau cùng em thay mặt công ty JK Audio cảm ơn các bác. Sau cùng em chúc tất cả các bác một miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.